Hôm nay chúng ta học đến bộ 1. Thì khi mà học đến bộ 1 á, thì chúng ta nó có một số các nét quan trọng lắm. Thì tôi xin nhắc lại và đồng thời nói rõ thêm. Ở bộ 1 thì nó nằm như thế nào quý vị? Tức là nó nằm ở bộ quan bên tay trái, nó thuộc 1. Thì ở bộ quan bên tay trái này chúng ta có hai kinh. Kinh đó là gì? Kinh Tam Tiêu và kinh Can. Hai cái kinh này nó thuộc 1. Tam Tiêu theo như định nghĩa của người xưa nó là gồm Thượng Tiêu, Trung Tiêu và Hạ Tiêu. Nếu như theo cái định nghĩa đó thì chúng ta thấy nó có cái gì khác hay không? Cái định nghĩa của Tam Tiêu tức là Thượng Tiêu, Trung Tiêu và Hạ Tiêu. Thượng Tiêu tức là nó nói hệ hô hấp, Trung Tiêu nó nói về tiêu hóa và Hạ Tiêu nó nói về bài tiết. Thì nếu như nói như vậy thì chúng ta xoay lại cái tư duy về vấn đề của ngũ hành thì chúng ta thấy như thế này. Nếu xét về dương không thôi á thì chúng ta sẽ có sáu dương, tức là bên này là bàng quang, bên này là vị, bên này là đại trường, bên này là đởm và bên này là tiểu trường. Đây là cái bộ mặt của lục khí. Chúng ta xem này. Nếu nói về cái Tam Tiêu tức là phủ đó, tức là dương đó, tức là biểu đó, thì nó thuộc về Thượng Tiêu, Trung Tiêu và Hạ Tiêu. Bây giờ chúng ta nhìn cái này, đại trường nó chỉ ở đại trường mà thôi, vị nó chỉ ở vị mà thôi, bàng quang nó chỉ ở bàng quang mà thôi, đởm nó chỉ ở đởm mà thôi, tiểu trường nó chỉ ở tiểu trường mà thôi. Tức là nếu chúng ta sử dụng các kinh ở đây chúng ta chữa thì rõ ràng thì là nó chữa cho chính nó là chính. Còn cái Tam Tiêu thì cái hình tướng của cái Tam Tiêu nó không có. À, chúng ta thấy không? Hình tướng của cái Tam Tiêu không có. Do đó cho nên nếu mà nó nói thì là chữa Thượng Tiêu, Trung Tiêu, Hạ Tiêu thì như vậy là cái anh Tam Tiêu theo như định nghĩa của người xưa là cái anh Tam Tiêu chức năng của nó rất là lớn. Nó đi cả Thượng Tiêu, nó đi cả Trung Tiêu và nó đi cả Hạ Tiêu, như vậy nó đi hết tất cả các tinh kia. Nếu mà chúng ta hiểu trong nghĩa đó thì chúng ta hiểu sai. Nói về cái kinh âm, nói về cái tạng của nó thì chúng ta xem. Ở đây thuộc can, ở đây thuộc phế, ở đây thuộc tâm, ở đây thuộc thận, ở đây thuộc tâm bảo lạc và ở đây thuộc về tỳ. Sáu kinh âm thì rõ ràng là phế nó sẽ vào phế, tâm nó sẽ vào tim, thận nó vào thận, can nó vào gan, tỳ nó vào tỳ. Nhưng mà riêng cái tâm bảo lạc, cái tâm bảo lạc là cái màng tim, thì như vậy nó liên quan trực tiếp với lẽ gan nào? Cái anh tim. Do cái sự sắp xếp của người xưa nó chỉ nằm trong phạm vi của ngũ hành mà thôi, cho nên nó phải nhập vào, nó phải khế nhập vào với cái dương, nó phải khế nhập vào cái tạng. Thì như vậy tâm bảo lạc và tâm nó phải nhập làm một, cho nên nó còn lại là năm. Thì cái anh Tam Tiêu này nó phải nhập vào với cái anh không quan trọng. Tại vì giữa tâm bảo lạc, cái màng tim và cái tâm thì cái tâm nó quan trọng hơn, cho nên người xưa người ta khế nhập tâm bảo lạc với tâm. Thì người ta khế nhập như thế nào quý vị xem này. Đây nha, đây là cái con người, cái
cái thân thể của người, ở trên này là đầu, ở đây là tay và đây là chân, thì người ta loại bỏ cái tay chân đi thì người ta còn giữ lại cái thân thực, thì người ta mới nói là cái thân hình này người ta chia ra làm 3 phần: thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu. Đó, chia làm 3 phần. Thì thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu, người ta mới mổ băng cái cơ thể ra, người ta chia làm đôi. Thì người ta nhận thấy cái thượng tiêu này nó là cái gì? Trong cái thượng tiêu nó chỉ có cái ăn tim và cái ăn phổi, tim và căn phổi. Thì như vậy người ta sắp xếp tâm nó nằm đây, phế nằm đây, nha. Rồi cái trung tiêu người ta thấy cái gì? Người ta thấy có tỳ và can, người ta sắp xếp can nằm đây, tỳ nằm đây. Cái hạ tiêu người ta thấy cái gì? Người ta thấy thận. Thận lấy tạng thôi, người ta lấy tạng làm chủ, thì người ta thấy thận đây. Mà thận nó thuộc thủy, thì như vậy là cái ăn thận thủy và thận hỏa nó sẽ nằm ở cái phần bên kia. Mà cái thận hỏa thì người ta nói thì là nó mận môn và cam tiêu. Đó, thì can tam tiêu người ta ghi vào đây, tam tiêu, và đây là cái mận môn. Mận môn tam tiêu nó thuộc về thận hóa nha. Nhưng mà chúng ta đã biết là trong cái biểu lý, trong cái biểu lý của ngũ hành thì tam tiêu đi với gì? Đi với tâm bồ đề. Thì như vậy là chúng ta lấy đương ăn tâm bồ đề thay thế chỗ của mệnh môn, thì như là tam tiêu đi với tâm bồ đề. Như vậy chúng ta đưa cái phủ vào thì thận và bàng quang, can với đợm, tâm với tiểu trường, phế với đại trường, tỳ và vị. Đây là cái lối sắp xếp của ngũ hành hồi xưa. Thì chúng ta thấy thủy này, sinh mộc này, một sinh hỏa này. Đó, thì cái hỏa này là quân hỏa, thì cái hỏa dưới này là tướng hỏa, đây cũng là hỏa. Hỏa sinh thổ này, thổ sinh kim. Đây là cái lối sắp xếp mà của người xưa, người ta lấy cái tạng làm chính, do đó cho nên nó đi vào cái bộ mặt của ngũ hành hồi xưa. Thế thì với cái lý luận này thì chúng ta thấy nếu hai bộ thốn mà có vấn đề thì thượng tiêu có vấn đề. Hai bộ quan nó đi như thế này thì ở trung tiêu nó có vấn đề. Và phần hạ tiêu đi như thế này thì phần hạ tiêu nó có vấn đề. Là lý luận của ngũ hành hồi xưa và dựa vào thuốc chứ không dựa vào chứng cứ. Chúng ta thấy điều đó. Thế thì đưa cái bộ mặt này ra để mà áp dụng thì có bị trở ngại, tức là không phải là tất cả đều trở ngại, nhưng mà một số đông các học giả hồi xưa người ta không thống nhất với cái lối trình bày bộ mặt này, mà người ta chuyển nó qua một cái thể khác để cho nó có cái sự lý luận. Thì người ta chuyển như thế nào, quý vị xem này. Cũng chia ra làm thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu. Thì người ta chia như thế này, người ta thấy thì là thủy, mộc và hỏa, ba cái này người ta vẫn giữ nha. Thì như vậy là chúng ta thấy thật bằng quang, can đỡm, tỳ vị, xin lỗi, tâm, tiểu trường. Rồi cái anh này là tâm tiêu và tâm bầu làng. Nhưng mà người ta sắp xếp như này, can thì nó tàng huyết, thì như vậy cái mà tàng khí thì nó phải ở cái dạng
đối xứng với lại bộ bộ quan. Hai bộ quan, một cái tàng khí là chủ, bên kia nó phải là tàng, một cái bộ bộ huyết tàng, tàng bộ can tàng huyết, thì bên kia nó phải là tàng khí. Thì như vậy cái anh này người ta cho nó là phế, nó sẽ nằm đây, và bên đây nó sẽ là bàng quang, bên đây nó sẽ là, nó trao đổi hai cái này, thì bên này nó sẽ là tỳ và vị. Thì người ta lý luận như thế này quý vị: thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, tức là nó hai bộ qua hai bộ thổ nó đi liên lạc với nhau, thổ sanh kim, lúc giờ kim sanh thủy, tức là cái chiều đi của nó, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Đây là một, đây là những người, đây, cả hai cái này thuộc về ngũ hành hết. Mà người xưa người ta lý luận, khi mà người ta lý luận theo cái lối này đó, thì nó hợp lý trong vấn đề thuốc men, nhưng mà nó bị trở ngại gì đó xong không biết. Sau đó người ta có những người về thế hệ sau đó, người ta lại đổi, người ta thay đổi cái vị trí của hai cái anh này. Người ta nói là can thì tàng huyết, phế thì tàng khí, thì cái khí và cái huyết nó phải nằm như thế này. Do đó cho nên rất nhiều sách vở người ta lấy hai cái này để mà đưa ra để cho học giả đời về sau nghiên cứu và áp dụng. Đó, cái đó là về mặt thuốc, nhưng áp dụng theo cái lối này về mặt châm cứu thì chúng ta thấy nó bị trục trặc rồi, cho nên chuyển nó qua cái dạng lục khí thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Thì tôi giải thích cái phần này để cho quý vị có một cái nhìn là ở cả hai bộ mặt của người xưa với một cái lý luận như thế này thì nó chỉ áp dụng trong về thuốc mà thôi, còn áp dụng trong châm cứu thì nó sẽ khác. Bây giờ chúng ta xem, người xưa người ta coi nhẹ cái anh tâm bồ lạc và tâm tiêu lắm, người ta coi nhẹ lắm, người ta ghét, người ta gom nó vào cái bộ hỏa là chính, thế thôi. Còn đi vào châm cứu thì chúng ta thấy nó khác. Thì trong lục khí thì chúng ta nhìn ở cái dạng như thế nào, bây giờ tôi bôi nhé. Ở trong lục khí về châm cứu thì chúng ta sẽ nhìn cái anh tam tiêu và cái anh tâm bồ lạc như thế nào. Quý vị học rồi, quý vị cho tôi biết xem chúng ta nhìn cái anh tâm tiêu và cái anh tâm bồ lạc ở cái dạng nào. Chúng ta không nhìn cái dạng tâm tiêu là đi về thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu. Nếu chúng ta nhìn theo cái dạng đó thì trong hình gì nó đi vào thượng tiêu, trong hình gì nó đi vào trung tiêu, và trong hình gì nó đi vào hạ tiêu. Nếu chúng ta lý luận theo cái lối đó thì cái anh các kinh dương kia như là đại trường, bàng quang, tiểu trường, vị đợm, trong hình gì nó đi vào thượng tiêu, trong hình gì nó đi vào trung tiêu, và trong hình gì nó đi vào hạ tiêu. Nếu tam tiêu mà nó có tác dụng như vậy thì tất cả các kinh kia nó đều có tác dụng như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không nhìn theo cái lối đó, chúng ta không diễn giải theo cái lối đó, mà chúng ta diễn giải theo một cái lối khác. Thì quý vị nghĩ xem chúng ta diễn giải theo cái lối nào về tâm tiêu, cho tôi biết nha. Học rồi, rồi coi như trả tôi gần hết rồi đó. Bây giờ học lại, chúng ta xem nha. Chúng ta xem, khi chúng ta xem mặt thì chúng ta thấy cái bộ quan nó nằm ở bên tay trái, tức là nó thuộc mộc. Mà ở bên tay trái này nó gồm có hai kinh, kinh tam tiêu và kinh can. Nó thuộc cái gì? Hành gì? Hành mộc. Nếu như tam tiêu và can thuộc hành mộc thì cái anh mộc này nó có phải là chủ về hai kinh không? Tam tiêu nó thuộc về cái gì mộc?
dương mộc. Can nó thuộc gì? Âm mộc. Thì như vậy cái câu trả lời của nó là chúng ta nhìn tâm tiêu ở cái dạng nào? Ở cái dạng dương mộc. Tam tiêu là đại biểu cho mộc dương, can là đại biểu cho mộc âm. Chúng ta không nhìn cái tam tiêu là thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu nữa, mà chúng ta nhìn tam tiêu là dương mộc. Mộc khí của kinh tam tiêu nó bị rối loạn là chúng ta xài kinh tam tiêu. Mộc huyết của kinh can bị rối loạn là chúng ta xài kinh can để ổn định cho mộc huyết. Mộc khí và mộc huyết tức là mộc. Như vậy kinh can chúng ta không có nhìn là sử dụng huyệt là chữa cho can, chúng ta không nhìn tới dạng đó, mà chúng ta nhìn là dùng kinh can là để ổn định mộc khí, mộc huyết. Chúng ta phải nhìn theo cái dạng đó thì chúng ta mới thông được cái tam tiêu. Quý vị nắm cái chỗ này. Mộc bệnh thuộc dương là chúng ta sử dụng tâm tiêu. Mộc bệnh thuộc âm chúng ta sử dụng kinh can. Khi chúng ta sử dụng đúng thì can không chữa nó cũng lành, tỳ không chữa nó cũng lành, tâm bồ đề không chữa nó cũng lành. Thì như vậy khi mà tôi nói đến tam tiêu như vậy, quý vị thông thì quý vị cũng sẽ thấy can tâm bồ đề nó như thế nào. Cái tác dụng của tâm bồ đề nó không phải là cái màng bao tim đơn thuần nữa, mà tác dụng của tâm bồ đề nó chính là âm ngoại, cái hỏa khí của toàn thân. Hỏa khí của toàn thân là nó bao gồm cả âm và dương, tức là vị và tâm bồ đề. Nói đến hỏa khí của toàn thân tức là cả cái âm và dương này nó phối hợp, nó chính là hỏa của toàn thân. Nếu tách rời ra thì âm hỏa nó là tâm bồ đề, dương hỏa nó là vị. Khi quý vị sử dụng vị kinh tức là sử dụng dương hỏa, mục đích của nó làm cái gì? Là để quân bình cái dương hỏa với nhau. Sử dụng tâm bồ đề tức là mục đích để làm gì? Là sử dụng ổn định cái âm hỏa với nhau. Mà chúng ta cũng đã học rồi, sử dụng tâm bồ đề tức là sử dụng âm, tức là chữa cho dương, đúng không ạ? Sử dụng dương tức là chữa cho âm. Thì như vậy sử dụng dương hỏa cũng có nghĩa là điều chỉnh cả âm hỏa. Do đó cho nên cái phương pháp châm của chúng ta là thủ châm, túc châm, âm châm và dương châm. Thủ châm để chữa cho túc được, thủ châm chữa cho dương được, thủ châm chữa cho âm được, và đương nhiên thủ châm nó chữa cho thủ. Quý vị, tôi ôn lại như vậy quý vị nắm chưa? Thành ra ý tôi muốn nói ở đây là tôi giải thích thêm là cái tâm tiêu và cái tâm bồ đề trong châm cứu lục khí của chúng ta, chúng ta không nhìn là cái dạng tam tiêu là chữa cho thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu, rõ không? Rồi chúng ta thông cái này nhé. Rồi bây giờ chúng ta xem cái nét này. Chúng ta có ba kinh dương và ba kinh âm. Cái này thuộc chúng ta ôn tại bài thôi. Ở đây chúng ta có đại trường, vị, tam tiêu, đởm, tiểu trường và bàng quang. Ba cái này thuộc dương, ba cái âm của nó chúng ta có tỳ, phế, can, tâm bồ đề, thận và tâm. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, chúng ta có dương và có âm, chúng ta có khí và có huyết. Bây giờ có một nhóm người ngồi với nhau ăn uống ở ngoài sân, trời quang gió mát, bỗng nhiên có một cơn gió nó thổi đến, thì những người đó đều hưởng cái gió đó. Có người thì không bực gì hết, thấy gió mát, nhưng mà có người thì bị say sẩm, có người thì bị, nói chung là bị trúng gió, có người trúng gió nặng, có người trúng gió nhẹ. Thế thì tôi hỏi quý vị là khi mà gió nó thổi đến mà những người đó bệnh, thì cái người không bệnh đó thấy bình thường,
thì chúng ta thấy cái khí huyết của người đó thì sao? Ổn định, rất là vững. Ngọn gió đó nó thổi đến là chỉ có mát, thấy dễ chịu lắm. Nhưng mà những người mà yếu trong cơ thể, tức là khí huyết nó đã có cái sự rối loạn rồi, nhưng mà họ hưởng cái ngọn gió đó bỗng nhiên trở thành gió độc. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng phải không ạ? Bây giờ tôi hỏi, cái ngọn gió nó thổi tới, quý vị có thể đoán biết rằng, thì đương nhiên là cái ngọn gió nó thổi tới thì nó ảnh hưởng bởi tinh dương, đúng chưa? Dương bệnh mà. Cái gió nó thổi tới thì ảnh hưởng bởi dương bệnh. Ăn uống thực phẩm nó vào trong thì nó thuộc âm, nó đi thẳng vào âm, nó đi thẳng vào tạng liền. Bây giờ mình nói thí dụ như cái ngọn gió nó thổi tới, thì khi mà ngọn gió nó thổi tới thì quý vị có thể biết được rằng cái gió đó nó nhập vào, tức là nó gây bệnh á, nó gây bệnh vào kinh dương vương, hay là gây bệnh vào kinh thiếu dương, hay là gây bệnh vào kinh thái dương. Quý vị đương nhiên là chỉ hỏi như vậy thôi thì quý vị khó trả lời. Bây giờ xem mặt làm sao để biết được rằng cái gió đó nó đang tấn công kinh dương minh, cái gió đó nó đang tấn công kinh thiếu dương, và cái gió đó nó đang tấn công vào kinh thái dương của cái người bệnh đó. Hoặc là ăn uống trúng thực, khi ăn uống trúng thực thì cái thực phẩm người ta ăn vào thì đương nhiên nó đi vào tạng, mà người ta gây đau bụng, chóng mặt, ói mửa, tiêu chảy, vân vân. Thì cái thực phẩm đó xem mặt như thế nào để chúng ta biết rằng nó đang ở kinh thiếu âm, nó đang ở kinh khuyết âm, hay là nó đang ở kinh thái âm. Đó, thì đây là cái câu hỏi mà hồi nào giờ chúng ta không bàn tới. Lý do tại sao? Bởi vì chúng ta chưa có đủ trình độ để hiểu. Thì bây giờ chúng ta đã có trình độ hiểu rồi, thì bây giờ chúng ta bàn tới để chúng ta xem mặt, chúng ta xét xem là bệnh nó thuộc ngoại cảm thì nó vào kinh dương chứ. Thì nó vào kinh dương, ở kinh dương minh, ở kinh thiếu dương, hay là ở kinh thái dương, xem mặt như thế nào chúng ta có thể biết. Nếu như không chữa thì nó sẽ vào kinh âm, hoặc chữa không đúng nó cũng sẽ vào kinh âm, và nó sẽ vào kinh nào của kinh âm. Đó, thì bây giờ chúng ta bàn nhé, chúng ta xem. Tôi bôi được chưa? Bây giờ chúng ta xem nào. Trước khi bàn với vấn đề này thì tôi xin ôn lại một chút xíu về cái phần mặt lý ở chỗ này. Chúng ta có ba, chúng ta có tám quẻ mặt: Càn, Khôn, Bốn, Chấn, Cấn, Đoài, Ly và Khảm. Chúng ta có 8 quẻ mặt. Bây giờ nếu như chúng ta xem mặt mà ở tại bộ quan, mặt ở đây, mặt ở bộ quan nó đi theo cái thể cấn nha, thì chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta thấy thì là phù hư, mặt đi phù hư. Tôi ôn lại cái phù hư và cái phù thực, tức là phù hữu lực và phù vô lực. Tôi ôn lại chút xíu cho này. Cái quả này là phù gì? Phù lực. Cái quả này là phù gì? Phù hữu lực. Cái quả này là phù vô lực. Cái quả này là phù vô lực. Đúng chưa? Khi mà nói đến mặt phù, tức là nó sẽ nằm ở trong 4 cái thể này, đúng không? Khi nói đến mặt phù thì nó sẽ có hai cái thể hữu lực và hai cái thể vô lực. Có nghĩa là khi quý vị nhấn tay xuống ở sơ án, từ từ nhấn xuống trung án, mà cái mặt của nó hiện hữu và nó vững, nó giống nhau, nó đều nhau và nó mặn bằng nhau,
khi nhấn từ sơ án đến trung án thì cái đó gọi là phù hữu lực, nhớ nha. Thế nào gọi là trầm hữu lực thì chúng ta coi cái mặt trầm nó sẽ nằm bên này. Ở đây nó không có mặt, ở đây là trung án có, phù không có mà trầm không có. Bây giờ nói đến mặt trầm thì ở đây chúng ta thấy có mặt trầm, ở đây chúng ta có mặt trầm nha, đưa cái này qua nha, hai cái này đưa nó qua thì chúng ta có còn cái thể cảnh và gì nữa thì quả ly. Bốn nha này nó đều ở thể trầm. Thì mặt trầm hữu lực là mặt trầm như thế nào? Bây giờ chúng ta xem ở đây trầm hữu lực phải không? Ở đây trầm hữu lực phải không? Ở đây trầm vô lực, mà ở đây trầm vô lực chúng ta có hai thể hữu lực và hai thể vô lực. Mà muốn xác định hữu lực, trầm hữu lực là chúng ta phải nhấn ở cái độ trầm trước nha, sau đó thì nhấc tay lên từ từ, cái mặt nào mà nó đi theo được thì mới gọi là hữu lực nha. Chứ đừng có nói thì là dưới cái anh trung án này có, bắt đầu từ từ nhấn xuống nó vẫn còn thì cái đó gọi là hữu lực, không phải. Nó chỉ áp dụng được cái phù thôi. Nhưng mà ở cái trầm chúng ta thấy ở cái độ trung án nó có, nhấn xuống từ từ nó vẫn còn, nhưng mà khi chúng ta nhấc tay lên nó không đi theo kịp thì chúng ta vẫn kết luận mà phải để một chập lâu, khoảng nửa phút hay là một phút chúng ta mới thấy nó có mặt, đang từ ở độ trầm mà chúng ta nhấc tay lên từ từ chúng ta thấy nó không thấy không à, nhưng mà chúng ta để yên đó khoảng cỡ 20 giây hoặc là 30 giây chúng ta mới thấy mặt nó đến, thì chúng ta vẫn kết luận đó là mặt vô lực chứ chưa gọi là mặt hữu lực, phải nhớ cái chuyện đó. Thế thì nhìn quả tượng thì chúng ta thấy cái này hữu lực, cái này hữu lực, cái này vô lực và cái này vô lực. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta xét cái này. Ở đây nó đi cấn. Tôi vẽ lại, ở đây nó đi cấn. Mặt trong bộ quan nó đi cấn, nó nói lên cái nắp gì? Chúng ta xem. Chúng ta đã biết ở đây chúng ta có hai kinh, tức là kinh Tam Tiêu và kinh Can. Tam Tiêu và Can tức là nó hiện hữu ở bộ quan bên tay trái, tức là bộ mộc. Thì như vậy xét về quẻ, xét về quẻ đây là quẻ cấn, cái tượng này là đơn tượng, tức là nó chỉ có một quẻ tượng mà lực trung án của nó, tức là cái mặt thứ hai đó là nó vô lực. Nếu như bây giờ chúng ta ở đây là nhất quái, bây giờ chúng ta chia nó thành nhị quái thì nó là cái gì quý vị? Thuần gì? Thuần cấn. Thuần cấn. Nhị quái là như thế nào? Tức là khi nói đến nhất quái tức là chỉ có quẻ đơn này thôi, tức là quẻ cấn. Bây giờ chia nó thành nhị quái thì như vậy trên của nó là cấn, dưới của nó là cấn. Nhị quái này nó nói lên cái nét gì? Phù vô lực. Nhị quái này nó nói lên cái nét là phù vô lực. Của cái gì? Của cái gì? Của Tam Tiêu. Tam Tiêu. Và ở đây là cái gì? Can. Tôi chia cái này ra là để cho quý vị thấy cái nhị quái. Hai cái này là nó cùng một quẻ, tức là quẻ thuần cấn. Có nghĩa là gom nó lại thì nó sẽ là một quẻ duy nhất là ở bộ quan, tức là bộ mộc. Thì như vậy chúng ta nhìn ở bộ quan chúng ta thấy sơ án, trung án, trọng án, thì chúng ta có thể kết luận là Tam Tiêu nó đi cấn và Can nó cũng đi cấn. Thì ở cái lực này, lực ở giữa nó chia đôi cái này ra, ở đây là mấy hoạt động quý vị? Sáu hoạt động.
ôn lại bài thôi nha, ôn lại nha. Rồi chưa? Rồi. Cái anh Tam Tiêu nó đi cấn, anh Cam nó đi cấn. Rồi, bây giờ chúng ta xem. Ở đây là cái thể nhị quái. Thì ở đây là mấy học? Ở khoảng giữa, tức là cái bậc thứ hai vô lực đó, nó ở đây nó là mấy hành động? Ba. Ba. Ở cái bậc thứ hai ở đây nó là mấy hành động? Chín hành động. Thì cái bậc trên này là mấy hành động? Một. Một. Ở đây nó là năm. Tức là trên sáu. Chúng ta lấy số chẵn. Một bằng năm. Thì ở đây ở trên này nó là mấy? Bảy. Mấy? Bảy. 7, 9 và 11. Chúng ta thấy chia nhị quá như vậy, chúng ta thấy rõ không? Rõ. Được chưa? Bây giờ chúng mới chia ra thêm nữa thành cái gì? Tứ quái. Chia ra. Thì khi mà chia ra thì cái lực trung án của nó vẫn giữ này, sáu hoạt động vẫn giữ này. Thì cái anh cấn thế này nha. Thì chia nó ra thì ở trên này nó là cấn, ở dưới này nó cũng là cấn, thì ba hạt đậu nó nằm đây đó. Ở dưới này chia nó ra thì ở trên này nó cũng là cấn, ở dưới này nó cũng là cấn, thì chín hạt đậu nó sẽ nằm đây. Đây là cái phần căn bản nhất mà quý vị phải nắm. Hiểu chỗ này không? Hiểu rồi. Bây giờ chúng ta xem nào. Cái phần trên này trên ba đầu này nha. Nó là cái gì đó quý vị? Dương của Tam Tiêu. Cái phần dưới này nó là cái gì? Âm của Tam Tiêu. Cái phần dưới sáu hoạt động này, phần dương này nó là cái gì? Dương của can. Phần dưới này là âm của can. Rõ chưa? Đến đây rõ được không? Bây giờ chúng ta xét này. Do cái bộ mặt ở bên mộc nó là quả cấn, thì chúng ta suy ra được phần dương của Tam Tiêu, phần âm của Tam Tiêu nó cùng một tự với nó. Do cái phần dương này mà nó, chúng ta suy ra được là dương của Tam Tiêu và âm của Tam Tiêu, và dưới này nó là dương của Cam và âm của Cam. Một người bị trúng gió nha, một người bị trúng gió thì chúng ta biết cái lực trung án của nó không có. Như vậy là cái tính khí của người đó kém rồi. Thì khi mà bị gió nó đến thì nó sẽ đánh vào đâu? Nó sẽ đánh vào cái phần dương của Tam Tiêu. Nó đánh vào dương của Tam Tiêu chưa? Rồi. Khi người đó ăn uống mà bị trúng thực thì nó đánh vào cái phần gì? Phần dương của anh Can trước. Nó đi vào phần dương trước cái đã. Nếu phần dương này không đủ lực thì lúc giờ nó mới tấn công thêm vào cái phần âm. Phần dương của anh Tam Tiêu cũng vậy, nếu không đủ lực, không đủ chính khí thì nó sẽ tấn công vào cái phần âm của Tam Tiêu. Như vậy có nghĩa là gì? Là mộc khí đã kém nha. Chúng ta biết thì là không phải là lúc bây giờ chúng ta không nhìn cái Tam Tiêu này là thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu nữa. Chúng ta không nhìn theo cái lối đó. Mà chúng ta biết là một khí, chính khí mộc nó đã kém. Thì như vậy nếu mà bị trúng gió nha, thì nó sẽ ảnh hưởng đến anh Tam Tiêu và cả anh Cam nữa. Rồi bây giờ chúng ta xét này. Chúng ta xét. Khi bị trúng gió thì nó sẽ vào kinh nào trước? Kinh Dương Minh, Kinh Thiếu Dương hay là Kinh Thái Dương? Thì chúng ta xem mặt chúng ta thấy. Tôi mua cái này được chưa? Được nha. Bây giờ chúng ta xem này.
Tôi bôi luôn cái này nhá. Chúng ta xem nha. Bây giờ chúng ta nói đến hai bộ thốt. Hai bộ thốt. Nếu hai bộ thốt mà mặt giống nhau. Bây giờ tôi nói cái thể vô lực. Tôi nói cái quẹ, qua cái quẻ cấn đi. Hai bộ thốn này là cái thể vô lực đi theo cái quẻ cấn. Nếu như một người bị trúng gió, hai cái quẻ này giống nhau nha. Nếu người bị trúng gió mà hai cái quẻ này giống nhau thì chúng ta thấy như thế nào? Ở đây kinh dương của nó là gì? Là vị. Ở đây kinh dương của nó là gì? Đại trường. Chúng ta thấy hai cái bộ thốn này mà mặc đi giống nhau mà đại trường vào vị, nó là kinh gì? Kinh dương minh. Một người bị trúng gió, chúng ta xem mặt, chúng ta thấy hai bộ thốn này đi vô lực. Như vậy là kinh dương minh bị bệnh hay không bị bệnh? Bị bệnh. Gió, cái cảm đó, cái gió đó, cái phong đó, nó đang ngự trị ở kinh dương minh. Cái cách chữa chúng ta biết rồi. Thành ra chúng ta bây giờ chúng ta lý luận chút xíu ở cái dạng này. Chúng ta xem mặt, chúng ta biết được rằng kinh dương minh nó đang bị tổn thương. Cái điểm căn bản của nó là mặt giống nhau. Hữu lực hay vô lực gì không cần biết. Nếu như ở cái dạng này là vô lực thì như vậy là gió, cái tà khí nó đang tấn công mạnh mẽ ở cái kinh dương minh. Nếu như mà cái tà khí ở đây ở cái quạt tốn thì như vậy chúng ta thấy lực trung ấm nó có, tức là gì, là chấn khí nó còn, tà khí nó mới tấn công và nó chưa hoàn thành ở cái dạng của kinh dương minh. Quý vị nắm cái này chưa? Đây là kinh dương minh bị bệnh nhưng mà nhẹ hơn so với cái vô lực. Đúng vậy phải không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta xem. Tôi bôi hai này đi nha. Ở đây chúng ta xem. Ở đây chúng ta xem. Hai cái quẻ này nó giống nhau. Mà cái phần vô lực của nó, lực trung ám không có, tức là chấn khí nó ta kém. Mà bệnh nó đang ở thuộc dương. Cái dương đây là gì? Là tinh, tinh đởm. Cái dương đây là gì? Là tam tiêu. Nếu chúng ta thấy ở bộ xích ở bên tay phải và bộ quan ở bên tay trái mặc đi giống nhau thì chúng ta kết luận điều gì? Là cái phần dương đang bị bệnh, mặc đi phù ư. Mà cái dương bệnh này là tam tiêu và đởm, như vậy nó là kinh gì? Kinh thiếu dương. Thiếu dương bệnh. Còn cái anh Thái Dương thì chúng ta thấy là nó nằm ở bên bàng quang và tiểu trường, dương bệnh. Mà nếu mặt ở bên bộ kim và bộ thủy giống nhau thì tà khí nó đang ở kinh Thái Dương. Cái gì thiếu dương? Thái dương tiểu trường mình quan sao? Vậy là khi trúng gió thì nó có thể xâm nhập hết các kinh chứ đâu phải một kinh hay khi chúng ta xâm nhập đâu. Ở đây tôi giới thiệu cho quý vị biết không phải vậy đâu. Nếu mà anh nói thì là khi bị trúng gió nó tùy theo cái chính khí của cái người đó. Chính khí của người đó nếu mà nó suy nhiều thì trúng gió coi như là nặng nhất á, là mê man, hôn mê, xỉu, mặt đi trầm lên, tức là nó bào thẳng nội tạng ngay. Nhưng mà mặt nó đi phù thì chúng ta thấy rằng thì là chỉ có kim thủy nó đi theo cái dạng này thôi, những cái kim nó đi hữu lực, ví dụ như vậy thì người đó mới bị trúng gió mà ở thể nhẹ thì chúng ta xét nó đang nằm ở cái phần nào?
Anh hiểu chỗ này không? Không phải là tất cả những người trúng gió đều đều cái gió nó đánh vào hết tất cả phần dương đâu, không có. Đương nhiên là nếu mà có thì người đó nặng hơn những người này, đúng không ạ? Giả sử như tất cả nó đều đi cấn hết nha, giả sử nó đều đi cấn hết thì đương nhiên là cái người này nặng hơn nhiều, bởi vì cái gió nó đánh vào ba thiên dương luôn, dương minh thiếu dương và thái dương luôn, hai bộ thốn là dương minh nha, bộ quan bên trái và bộ sức bên bên phải nói là thiếu dương, và bộ quan bên phải và bộ sức bên trái nó là thái dương. Rõ chưa này chưa? Bây giờ chúng ta nói đến tư năm. Thì từ cái lý luận này chúng ta thấy tư năm. Khi nói đến tư năm là chúng ta xem mặt trời. Xem là cái tà khí nó đang ở kinh nào. Chúng ta có hai bộ sức. Bộ sức này thuộc thật. Bộ sức này thuộc tâm. Giả sử ở đây nó đi theo quẻ chấn, tức là âm bình, chính khí không đủ. Mà thật và tâm thì nó thuộc về thiếu âm kinh. Tà khí nó đang ngự trị ở thiếu âm. Rồi, bây giờ chúng ta xét đến cái anh can và anh tâm bồ đề. Anh can tức là ở đây giả sử nó đi chấn, ở đây nó đi chấn. Anh can thuộc về túc quyết âm can, thủ quyết âm tâm bồ đề. Thì như vậy giữa thốn và quan, hai cái bộ mộc và bộ hỏa thì nó thuộc về kinh quyết âm. Rồi ở đây chúng ta nói đến kinh tỳ và kinh phế. Tỳ và phế, giả sử ở đây nó đi chấn, ở đây nó đi chấn, thì tỳ và phế tức là kinh thái âm, túc thái âm tỳ và thủ thái âm phế. Nếu ở hai cái dạng này thì nó thuộc về kinh thái âm bình. Rồi, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị nắm cái này rồi. Bây giờ tôi nói hai bộ thốn. Ở đây giả sử nó đi cấn, ở đây nó đi cấn, thì chúng ta biết nó là kinh dương minh rồi đó. Ở đây là thuộc về, ở đây thuộc về đại trường. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu như chúng ta không chữa hoặc chữa sai thì cái tà khí của nó sẽ từ dương nó chuyển qua âm liền, đúng không? Đang từ phủ nó vào tạng liền, đúng không? Phải đuổi nó đi, nếu đuổi đúng thì nó sẽ tổn lực ở cái phần trung án, nhưng mà chữa sai thì cái âm dương tà khí nó đang ở bên ngoài biểu thôi, mà chữa không đúng hoặc là không chữa thì từ từ nó bắt đầu cái tà khí bắt đầu nó lớn và nó tấn công những cái phủ khác, và đồng thời nó tấn công vào trung tạng. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, cái ăn tạng nào ảnh hưởng đến nó trước? Tùy tâm bảo là Rồi, có hai ý kiến. Một là ăn thật, hai là ăn tâm. Một ý kiến nữa là ăn tâm bảo là và tỷ. Chúng ta xem nè, trong lục khí của chúng ta có cái gì? Bộ kim bộ mộc. Khi mộc bệnh là chúng ta lo chữa cho anh kim, khi kim bệnh là chúng ta lo chữa cho anh mộc. Có nghĩa là khi mặt đi tế tức là thuộc mộc, khi tế nó hiện hữu thì đại nó không có,
Khi đại nó hiện hữu thì tế nó không có. Khi phù nó hiện hữu thì trồng nó không có. Và khi trồng nó hiện hữu thì phù nó không có. Khi sát nó có thì trì nó không có. Cái đó là cái điểm căn bản quý vị phải nắm khi quý vị học mà. Phù mà đi sát là dứt khoát không thể nào phù mà đi trì được. Đúng chưa? Nếu như hai cái phần dương này, cái kinh dương bên này mà nó bệnh mà chữa không được hoặc chữa không đúng thì cái dương này, cái tà khí đang là dương này nó sẽ đi vào âm. Nó đi vào cái ăn nào? Chúng ta thấy ăn hỏa này. Nó đi vào cái nào? Đi thẳng quan thủy liền. Cái ăn đại trường này nếu mà chữa không được tục thổ, nó đi vào đâu? Nó đi vào cái ăn thử này. Như vậy là cái kinh thận và kinh tâm có vấn đề liền. Hoặc là cái dương ở đây nó có vấn đề liền. Mà ở hai cái kinh này nó là kinh gì? Nó là kinh thiếu âm. Như vậy dương minh mà bị bệnh mà chữa không đúng thì nó sẽ vào ngay cái thiếu âm này. À. Còn anh tỳ và cái anh tâm bồ là quý vị nghĩ làm gì là hai cái này trực tiếp với cái này gì? Chưa nào. Chưa nào. Nó cũng có thể ở cái dạng đó. Trong trường hợp như thế nào? Trong trường hợp thận và tâm nó vững nha. Khi thận và tâm nó vững, chánh khí ở đây nó có thì nó sẽ không đánh anh này, mà nó sẽ đánh cho anh tỳ và tâm bồ lạc này. Cả hai ý kiến đều đúng hết, nhưng mà chúng ta phải thấy là nó trực tiếp giữa thủy hỏa và phổ tử. Cái đó là trực tiếp trước hết. Còn gián tiếp nếu hai cái anh thận tâm mà nó vững thì cái anh này nó sẽ bị ảnh hưởng ngay. Còn cái kim mộc thì khoan ấy thôi. Quý vị hiểu chưa này chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái anh Chúng ta sẽ đến cái anh hai anh này. Anh này thuộc tởm. Cái này thuộc về tam tiêu, thuộc dương. Nếu không chữa, tức là đây là cái kinh thiếu dương, tam tiêu đỡ. Nếu không chữa thì nó sẽ chuyển qua cái ăn cái ăn này là thuộc về phế, thuộc kim. Cái này thuộc về mộc. Cái này không chữa nó sẽ thuộc về anh này là anh thổ, phải không ạ? Thì cái ăn đây thuộc phế, cái này thuộc tỳ. Tỳ và phế là kinh gì? Kinh thái âm. Nếu anh thiếu dương mà không chữa thì nó sẽ đánh vào tà khí, nó sẽ vào kinh âm, mà trực tiếp với nó là kinh thái âm tỳ phế. Anh này bệnh chữa không đúng nó sẽ vào anh này, mà anh này cái âm của nó đang là dương, nó chuyển qua âm thì bây giờ là kinh tỳ. Rồi cái anh này thuộc về tam tiêu, dương chữa không đúng nó sẽ chuyển qua bên âm, mà bên âm này là phế, mà tỳ phế là kinh thái âm. Chẳng qua là quý vị quên tỳ phế là thái âm, can và tâm bồ lạc là quyết âm, rồi thận tâm là thiếu âm, quên thôi. Nhưng mà nói như vậy là quý vị nhìn ra ngay, ôn lại bài nhìn ra ngay. Rồi quý vị sẽ thấy ở cái dạng là dạng này, ở đây là tiểu trường, ở đây là bàng quang, hai cái dương. Thì cái dương này thuộc mộc, tiểu trường và bàng quang là thái dương kinh. Thái dương kinh nếu không chữa hoặc chữa không đúng thì nó sẽ đi vào cái âm ngay. Cái âm mà trực tiếp với nó là gì? Là âm can. Và bên này nó thuộc về tâm màu lạc. Can và tâm bồ lạc đó là quyết âm kinh. Như vậy thái dương kinh nếu không chữa đúng thì nó sẽ tấn công vô cái quyết âm kinh. Đó. Quý vị thấy không? Rồi nắm được cái này chưa? Nha, nắm được đi. Để chúng ta trên lý thuyết là chúng ta phải nắm được cái này.
đúng không ạ? À? Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp nha, đi tiếp cái phần bộ mộc này. Ở trong bộ mộc chúng ta thấy cái bộ mặt thuộc mộc. Giờ ôn lại cái phần bộ mặt thuộc mộc, tức là bộ mặt tế nha. Tế chủ chư hư à, chúng ta thấy tế nè, tế chủ chư hư, chúng ta có chư hư thù ti kỳ tượng, tức là sợi tơ dẹt đó, mặt đi nhỏ đó. Mặt tạo thuộc âm, bệnh tình khả tưởng, tế bất hiển mình, vi mặt huyết ương, tức là chúng ta có mặt vi. Mà mặt vi nó nói lên cái gì? Nó nói lên là bất hiển minh, tức là không rõ ràng, không rõ ràng. Huyết ương, tế nhi tiểu phù, nhu mặt thấp trưởng, tức là chúng ta có mặt nhu ở phù, tiểu phù nha, thấp thấp trưởng. Tế nhi tiểu trầm, nhược, tức là mặt nhược, nhược mặt thì thấp dưỡng, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta xem cái nét của bộ mặt tế. Chúng ta ôn lại bài. Cái điểm căn bản mà chúng ta thấy là mặt của nó đi nhỏ và mỏng như sợi tơ vậy đó, nó mỏng lắm, nó nhỏ như vậy đó, là mặt tế. Thì ở đây chúng ta thấy bệnh nó thuộc về hư chứ. Nếu như giải thích theo cái lối mà hư mà thực thì chúng ta sẽ dễ bị sai, dễ bị nhầm ở cái chỗ này. Người xưa ta nói là bệnh mới phát là mặt thực, thực chứng. Bệnh mới phát là thực chứng, mà không chữa thì nó thuộc về hư chứng. Nếu mà nói về chứng thì đúng, điều đó đúng. Nhưng mà nói về cái mặt mà hư mà đi mặt tế thì nó ở cái dạng khác chút xíu. Chúng ta phải xem hư đây, tức là ở cái dạng suy nhược. Chúng ta thấy cái mặt nhược này là ở thất dưỡng, thiếu sự bồi bổ thì mặt của nó đi tế, đó là hư. Cái hư này là do thất dưỡng. Nếu mà mặt đi trầm nha, mặt đi trầm thì nó sẽ xảy ra mặt nhược. Mà mặt đi phù mà chúng ta gọi nó là mặt nhu, hai cái tên nó khác nhau. Đi phù mà nhỏ thì gọi là mặt nhu, đi trầm mà nhỏ thì gọi là mặt nhược. Chúng ta căn cứ vào cái mặt trầm mặt nhược này thì chúng ta nói, người ta nói là thất dưỡng, tức là không có sự bồi dưỡng bồi bổ, người ta bị suy nhược mà nó sinh ra cái mặt này thì nó ở dạng mặt nhược. Thì điều đó chúng ta có thể suy ra được rằng thấp trưởng, thấp trưởng, cái thấp khí mà nó đang lớn mạnh, từ từ nó đang lớn mạnh, thường thì do nguyên nhân gì quý vị? Thường thì do thất dưỡng mà nó gây ra, thiếu sự bồi bổ ở cái phần âm mà phần dương nó bị ảnh hưởng. Do đó cho nên cái hư này không phải thì là bệnh, kể là bệnh mới phát hay là phát lâu, không kể cái nét đó. Nếu chúng ta xét là cái mặt của nó đi hư là bệnh phát bệnh lâu rồi là chúng ta bị sai cái chỗ này. Mặt đi tế, tế chủ chưa hư, cái hư này là nó ở cái dạng mặt đi trầm là thất dưỡng.
người đó cần phải ngủ được đầy đủ. Thiếu ngủ nó cũng ở cái dạng này. Ăn uống không đủ chất nó cũng ở cái dạng này, mà nó sinh ra bệnh. Ở đây chỉ nói đến mặt tế không mà thôi nha, chứ còn không có nói ở cái dạng tế sát hay tế trì hay tế phù hay tế trọng, không nói cái dạng đó. Mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng cái tế này là nó đi vào cái dạng hữu lực hay vô lực nữa. Nếu vô lực thì sao, mà nếu hữu lực thì sao? Hữu lực thì dễ chữa, vô lực thì khó chữa. Cái đó là cái căn bản mà chúng ta phải xét. Tế chủ chư hư nhá. Cái hư này là chúng ta thấy, khi chúng ta xem mặt thì chúng ta thấy mặt tế, là chúng ta biết rằng người bệnh ít nhiều cũng đã có sự suy nhược rồi. Đúng không? Mặt đạo thuộc âm. À, đến đây quý vị dễ nhầm lẫn rằng thì là cái mặt đạo này nó chỉ xảy ra ở âm, tức là mặt đi trong mà thôi. Coi chừng nhầm lẫn cái chỗ đó. Như tôi đã trình bày, tôi có thể bôi được cái phần này nha. Ok, bây giờ tôi nói với mặt vi thế đi. Mặt vi tức là không rõ ràng, bất hiển minh, không rõ ràng. Cái không rõ ràng này là cái gì? Có phải thì là khi nó lớn, khi nó nhỏ, khi nó lớn, khi nó nhỏ? Cái mặt đập vô cái ngón tay của chúng ta, nó nhỏ, rồi cũng như nó lớn, rồi cũng như nó nhỏ, rồi cũng như nó lớn. Cái đó có thể có gọi là mặt vi không? Không. Như thế nào gọi là mặt vi? Mặt vi tức là mặt nhỏ, xong rồi mất, xong rồi có lại. Khi có, khi không. Khi có, khi không. Nó không rõ ràng. Không rõ ràng đây có nghĩa là khi nó có đó, nó nhỏ lắm, rồi nó mất tiêu à. Mặt tay của chúng ta không nhấn lên, không nhấn xuống, vấn đề yên ở cái mức độ là mấy hạt đậu đó. Mà chúng ta theo dõi cái mặt này, khi nó hiện ra mặt tế, chúng ta xem nó có vi hay không. Nếu nó vi thì nó thuộc về huyết ương. Cái chữ ương này ở trong định nghĩa trong đông y nó rộng lắm. Có thể là huyết nó thiếu, có thể là huyết nó dư. Ủa sao kỳ vậy? Sao lại nói huyết thiếu rồi huyết dư? Chúng ta xem này. Cái ương này như thế nào gọi là huyết thiếu, mà như thế nào gọi là huyết dư? Chúng ta đã biết cái bộ mạch của chúng ta lúc ban đầu, giả sử như nó đi theo cái thể đoàn ở bộ mộc, ở bộ mộc nó đi đoàn, thì như vậy huyết ở đây như thế nào? Dư hay thiếu? Thiếu. Mặt đi trầm tức là huyết nó dư, huyết nó tấp lại, huyết nó ứ lại, huyết nó không tiêu, thì đây cái này gọi là dư. Không à? Rồi cái này bắt đầu chia ra phần tam tiêu, nó cũng đi đoài, kinh can nó cũng đi đoài, tức là nhất quẻ, nhất quái chia thành nhị quái. Ở cái phần mà anh tam tiêu thuộc dương, cái huyết của cái anh tam tiêu nó như thế nào, nó cũng dư. Cái này nó gọi là ương không? Ương. Bởi vì sao? Bởi vì nó đi tế mà nó không rõ ràng. Đầu tiên chúng ta xem mặt ba bộ, chúng ta thấy nó đi trầm. Chúng ta nói là thất dưỡng rồi, mặt đi nhược rồi. Bởi vì tế mà nó nhỏ, mà nó mỏng, nó nhỏ thì trầm tức là nhược rồi. Thì người này như vậy là thất dưỡng, thiếu sự bồi bổ, thiếu huyết. Tại vì mặt đi trầm, thiếu huyết là ý nghĩa nó nằm chỗ này. Cái huyết nó có, nhưng mà do thất dưỡng, thật ra nó bị thiếu huyết, thật ra cái khí của nó cũng không đủ luôn. Nhiều hay ít, nó tùy theo cái lực
chung á, ở đây thiếu nhiều thiếu ít, thiếu ít lắm, không đáng kể. Quý vị nóng thế này chưa? Thế thì cái huyết thiếu này không phải là chỉ ở can mà thôi, mà nó có ở tâm tiêu không? Có luôn. Bởi vì chúng ta chia ra làm quẻ tự này, thì ở đây nó trên này nó đi đoài, ở dưới này cũng đi đoài. Rồi ở đây chúng ta chia làm đôi nữa, thì cái phần dương và phần âm của tam tiêu, phần dương và âm của can, nó cũng đi đoài hết. Thì như vậy chúng ta thấy thì là mặt đi trầm đó, nhưng mà vì nó hấu lực, thành ra chúng ta yên tâm, cái thiếu nó không đáng kể. Như dư cái này là gì? Hả? Nó dư rồi tiêu. Thất giữa, vừa dư có mà vừa thiếu có. Dư huyết, huyết ứ lại nha, thiếu là thất giữa, thế thôi. Phải không ạ? Giả sử như quý vị đừng có nhầm lẫn, đừng có nghĩ thì là mặt đi trầm là ở đây chúng ta thấy rõ ràng mặt đi trầm tức là huyết nó dư, ứ lại nó tức lại, đúng. Nó dư ở đây nhưng mà thiếu chỗ khác thì sao? Quý vị hiểu không? Ở đây là mặt đi trầm tức là huyết ứ, còn các bộ mặt khác thì sao? Giả sử như bên này nó đi cấn thì sao? Huyết của nó như thế nào? Thiếu luôn. Thành ra thiếu, huyết thiếu. Chúng ta chỉ nói đến bộ mặt, mà chúng ta cái quan trọng nhất của bộ mặt tế là gì? Là mặt trầm thì nó suy nhược, rồi mặt nhu là thấp khí, nó đang từ từ nó đang trưởng thành, thấp trưởng nha. Rồi mặt vi, khi nào chúng ta gặp mặt vi thì chúng ta mới lo cái phần huyết của nó. Mà ở đây nếu như mà đi trầm mà đi vi thì huyết thiếu, huyết của nó dư đó, nhưng mà nó thiếu, cũng thiếu chỗ khác nữa, mà cũng thiếu ở đó nữa, chúng ta bồi bổ cái phần huyết ở đây là chính. Thế thôi. Thành ra khi chúng ta xem mặt, chúng ta coi kỹ chút xíu thôi, không cần coi nhiều. Cái coi kỹ của nó là nằm chỗ nào? Xem mặt ở đây nó đi cái dạng tế hay là dạng vi. Khi em thấy mặt trầm mà nó nhỏ, chúng ta coi có phải là mặt vi không? Nhiều khi thực tế của nó là dư huyết, ứ huyết, nhưng mà nếu mà nó hiện mặt vi tức là bị thiếu chúng ta. Dẫu muốn dẫu không, chúng ta vẫn sử dụng bộ mộc để chữa. Nói với các bạn, vì cái này nó bắt đầu nó đi vào chi tiết chút xíu, thành ra nó hơi rắc rối. Thì quý vị nghĩ rằng thì là cái chữ ương là nó có thể thiếu, nó có thể dư nha. Rồi bệnh của nó là chắc chắn thuộc huyết, chúng ta lưu ý cái chữ huyết. Thế thôi. Ở trong mặt tế chúng ta có 3 thể nhưng mà nó chỉ còn có 2 mà thôi. 4 thể nhưng mà chỉ còn có 2. 4 thể đó là gì? Tế và vi và nhu và nhược là 4 thể. Nhưng mà cái nhu này nó lại nằm ở trong mặt phù rồi. Cái nhược này nó nằm ở trong mặt trầm rồi. Thành ra tách hai cái này riêng ra thì nó chỉ còn mặt tế, chỉ còn có tế và vi mà thôi. Nha, mặt phù thì chúng ta đã có nói đến mặt nhu. Phải không ạ? Mặt trầm thì chúng ta nói mặt nhược rồi. Thì nếu nhược, quý vị lưu ý, nếu mặt nhược mà nó không đi tế, tức là nó bị bệnh. Bệnh nặng, đi đại, trầm đại. Phải không ạ? Nhưng mà chủ yếu của nó là phải đi tế. Thì cái đi tế này là chúng ta khuyên bệnh nhân là ăn uống cho nó cẩn thận. Đừng có ăn uống mà thất thường, nó cũng giảm thất dưỡng luôn. À, ngày 2 bữa, 3 bữa nhưng mà ăn thất thường lắm. Khi thì miếng xôi, khi thì ăn miếng bánh mì chẳng hạn, cũng không có nên. Tuy được ăn đúng bữa nhưng mà ăn như vậy không đủ chất. Quý vị nói thế này chưa? Tôi bôi được chưa? Quý vị đừng có quan tâm vào vấn đề mà thiếu huyết hay dư huyết. Không quan tâm chuyện đó, mà quan tâm cái gì? Xem nó đi nhu, tức là thấp khí, nó đang trưởng. Nếu chữa không đúng thì nó sẽ vào
ở trong âm. Nếu vào ở trong âm thì chúng ta lưu ý, nếu mà ở dương minh, kinh dương minh hay bộ tốn mà không chữa đúng thì nó sẽ vào hai bộ xích, mà hai bộ xích đó là thiếu âm đó, rồi thiếu thiếu dương tức là đỡm và tam tiêu. Nếu không chữa đúng thì nó chuyển qua cái anh kim và canh thủy, tức là cái anh thái âm thì không, cái anh đúng rồi, nó qua bên anh phế và anh thổ, tức là tiền phế đó. Thì cứ vị cứ theo đó mà tính và hãy cẩn thận trong vấn đề điều trị. Cái lối chữa của chúng ta là lối chữa mà căn cứ vào mặt lý mà chúng ta chữa, thành ra nó rất là vững, không có sợ sai nha. Chẳng qua nếu quý vị dùng người sai thì nó sai mà thôi. Do đó cho nên quý vị cố gắng mà thực hành, thực tập cho nhiều. Mà ở cái thổ thử chúng ta đã nói rồi. Do đó cho nên ở cái phần mà bộ mộc thì tôi anh em tôi giới thiệu thêm ở cái nét là chúng ta không quan tâm đến cái anh, không quan tâm đến theo cái dạng như là tam tiêu, là thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu, không quan tâm đến tâm bầu lạc của nó là nó như thế nào vân vân, mà chúng ta chỉ quan tâm đến là cái dạng là bộ mộc tam tiêu thuộc dương, bộ mộc can thuộc âm. Nói đến kinh can là nói đến âm mộc, nói đến kinh tam tiêu là nói đến dương mộc. Dương dụng dương mộc để chữa điều chỉnh cho tất cả các khí huyết khác. Mà can không thuần túy là thuộc mộc nha, mà nó luôn đầy đủ sáu khí ở trong đó. Mà trong cái kinh tam tiêu thì nó đầy đủ sáu huyệt lục khí. Riêng cái huyệt hợp của tam tiêu nó hành mộc thì nó sẽ phối hợp với huyệt tĩnh của kinh phế. Còn kinh can thì không có huyệt hành mộc, bởi vì nó là chủ kinh mộc rồi, thành ra nó không có huyệt mộc. Sử dụng tĩnh vinh vô kinh hợp để nó đi qua cái anh khác. À, ở đây tôi có một cái thắc mắc mà tôi muốn giải thích thêm cho quý vị nắm chỗ này. Chúng ta có ở trong nguyệt ngũ hành, chúng ta có năm hành chính thuộc về kinh âm, tức là tĩnh vinh vô Kinh kinh hợp nha. Kinh âm nè, chúng ta có tĩnh vinh vô kinh hợp. Kinh dương thì chúng ta có tĩnh vinh vô nguyên kinh hợp. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, người xưa người ta nói là sở xuất vi tĩnh, sở lưu vi vinh, sở trú vi du, sở hành vi kinh và sở nhập vi hợp. Thì chúng ta thấy nó ứng với lại kinh âm. Khi mà qua kinh dương, sở xuất vi tĩnh, sở lưu vi vinh, sở trú vi du, sở hành vi kinh, sở nhập vi hợp, còn sở nguyên sao? Chúng ta thấy người xưa người ta nói thì là nguyên huyệt của kinh dương là nó chứa được, là nó tồn, nó động, nó lưu trữ những cái dư của các hành, của các kinh, của kinh chính nó nha. Thì như vậy cái du huyệt của kinh tâm nó cũng chính là nguyên huyệt luôn. Nguyên huyệt của kinh âm nó cũng chính là du huyệt. Cái tác dụng của nó là nó gom chứa dư của mộc hỏa thổ kim thủy vân vân về mà nó trú ở đó. Thì để đánh tan cái phần mà nó dư đó, dư ở nguyên huyệt đó, thì nó sẽ phối hợp là nguyên huyệt của kinh dương phối hợp với lại lạc huyệt của kinh âm. Đại khái như vậy theo lưu luyện của ngũ hành. Bây giờ lục khí của chúng ta thì chúng ta loại bỏ cái nguyên huyệt của kinh âm, nó chỉ có tác dụng là một cái hành, chỉ là đơn thuần một cái hành của nó thôi. Tức là thí dụ như kinh phế
Thì tính mình nói là thủy, thử, mộc, nó chỉ là một của kinh phế. Chứ còn nó không phải là nguyên nữa, như vậy loại bỏ cái nguyên. Thế thì như vậy là cái nguyên của kinh dương, nó cũng chỉ là một cái hành mà thôi, không khác. Vẫn giữ cái vai trò là sở xuất vi tính, sở lưu vi vinh, sở trú vi du, sở hành vi kinh, sở nhập vi hợp. Thì cái nguyên nguyệt của nó chỉ là nguyên nguyệt, nó chỉ là nó không còn giá trị của nguyên nguyệt nữa, mà nó là cái hành nối tiếp giữa cái du và cái kinh. Thế thôi, quý vị hiểu chỗ này. Thành ra yên tâm, nó chỉ là một cái hành nối tiếp giữa các cái hành mà nó đi với nhau nha. Đến đây thì coi như xong. Thì quý vị có gì thắc mắc hỏi đi, rồi kỳ tới chúng ta đi vào cách điều trị các huyệt của bộ mộc. Thầy nói lại cái du cái âm thì nó khác với cái trời ơi, tôi đã giảng nó lâu rồi. Du huyệt của kinh âm nó chính là nguyên huyệt của kinh âm đó trong ngũ hành. Ngũ hành nha. Ok, tôi đã giảng cái phần đó rồi mà chị không có thuộc bài, chắc có lẽ là chuyển chị qua khóa sau. Còn cái nguyên huyệt á của kinh dương á nha, thì nó đứng riêng, nó là một huyệt riêng biệt. Nhưng mà du huyệt của kinh âm nó lại trùng với nguyên huyệt, thành ra cái giá trị nó đứng riêng, nhưng mà cái hành nó vẫn đi tiếp tục này. Không, cái đó là nói về ngũ hành. Đây là nói để cho chị nói về ngũ hành. Nói về ngũ hành thì người ta loại bỏ cái hành của kinh của nguyên kinh dương. Trong kinh dương thì tấn của nó là hành kim. Trong ngũ hành nha, tất cả các tấn huyệt của kinh dương đều là hành kim. Vinh huyệt là hành thủy, du huyệt của nó là hành mộc, kinh huyệt của nó là hành hỏa, và hợp huyệt của nó là hành thổ. Đó là trong ngũ hành. Mà kinh dương thì nguyên huyệt của nó không có hành. Nên nhớ trong ngũ hành nguyên huyệt không có hành. Thế nhưng mà nếu mà nguyên huyệt không có hành của kinh dương, khi mà đưa vào qua kinh âm thì cái nguyên huyệt của nó bỗng nhiên có hành. Đây là cái mà rắc rối nhất của người xưa. Nó rất là kỳ. Nguyên huyệt của kinh dương không có hành, tại sao nguyên huyệt kinh âm nó có hành? Trong kinh âm thì nó có tấn vinh du kinh hợp, mà tấn của kinh âm thuộc hành thủy. Thủy, mộc, hỏa, thổ, kim. Tấn của kinh âm hành mộc. Tấn của kinh âm hành mộc. Mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Đúng rồi. Thì mộc huyệt là tấn huyệt của kinh âm. Như vậy là du huyệt của nó là huyệt thổ. Mà đã là du huyệt thì tại sao lại là nguyên huyệt nó nằm cùng? Do đó cho nên trong ngũ hành nó bị rối loạn ở chỗ này. Mà người xưa người ta lý luận rằng nguyên huyệt của một kinh là nó chứa những cái hành dư. Giả sử như tấn huyệt, tôi lấy thí dụ, ở đây là can, ở đây là đẫm, trong ngũ hành nha. Ở đây là phế, đại trường, trong ngũ hành. Rồi, ở đây là tâm bồ lạc, tâm tiêu. Ở đây là thật, bằng quan. Ở đây là tâm, tử trường. Ở đây là tỳ vị. Chúng ta xem, người ta nói là can mộc vợ thổ, có bắt đầu đưa vào cái hoàng, bắt đầu nói giờ mặc ở đây đi phù, tức là can hỏa vợ mặc đây đi phù. Chứ người xưa người ta nói thì là người xưa, quý vị giải sát cho quý vị xem, phù sát bệnh gì. Mà không biết phù sát bệnh bộ nào. Phù trì bệnh gì mà không nói phù trì bộ nào. Nói cái mặt phù mà đi trì là bệnh gì, mà không có nói bộ nào nó đi phù trì.
nha. Đương nhiên là không nói với bộ khác nữa, bộ bên này đi đi phù trì, nhưng mà cái chồng của nó đi làm sao người ta không nói, người ta chỉ nói cái giá trị của mặt phù và đi trì, rồi thêm tới nữa là mặt bệnh nó như thế nào, học điều đó là quý vị mù luôn. Nào bây giờ chúng ta xem ở bộ quan bên này mà nó đi phù thì người ta nói thì là can hỏa vượng. Can hỏa vượng, can hỏa nó vượng thành nó đi phù. Rồi người ta sử dụng hỏa về tới đây, tả hỏa, tả hỏa nha. Mà tả hỏa ở đây thì người ta sử dụng kinh can, sử dụng vinh huyệt, bởi vì vinh huyệt là hỏa, tấn mộc vinh hỏa là sử dụng vinh huyệt. Ok, rồi người ta trong người thành gian thì tả hỏa, cái hỏa của nó đi đâu, nó đi vào đâu? Bây giờ tả hỏa ở đây dư hỏa, bây giờ tả hỏa nó đi về đâu không ai biết. Có thể nó đi qua cái anh kim, có thể nó đi qua cái anh tỳ, có thể nó đi qua cái anh tâm, có thể nó đi qua cái anh thập, có thể nó đi qua cái anh tâm bồ đề. Bây giờ hỏa nó đi về đâu không ai biết. Bây giờ người xưa người ta nói a à, nhức đầu trong học cốc cỡ nào cũng có về tập cốc hết trơn. Rồi bây giờ chúng ta không nói đến huyệt tập cốc nữa, bây giờ chúng ta nói tả hỏa. Tả hỏa của kinh can tức là huyệt hành gian, hành gian. Bây giờ chúng ta muốn hỏa nó đến đây thì như vậy chúng ta sử dụng cái kinh tâm, người ta lấy tạng không ạ? Chúng ta sử dụng kinh tâm, kinh tâm châm huyệt hành mộc, chúng ta lý luận theo lối lục khí đi. Kinh tâm châm huyệt hành mộc là để nhận cái hỏa này, tại vì nó muốn cho hỏa mà, nó muốn về hỏa. Có thể nếu mà chúng ta không sử dụng kinh tâm vào đây thì cái hành hỏa có thể nó qua bên này, có thể nó qua bên này, có thể nó qua bên này và có thể nó qua bên này. Ở đây chúng ta sử dụng kinh tâm, kinh tâm chúng ta châm mộc huyệt, tức là châm tấn huyệt của kinh tâm, tấn mộc, tấn kinh tâm nha. Rồi tấn kinh tâm là huyệt thiếu xung đó, thì nó nhận cái hỏa này, nó nhận cái mộc hỏa của cái can mộc này. Đến đây quý vị nắm chưa? Bây giờ chúng ta xem. Bây giờ cái hỏa này, giả sử như cái hỏa này mà nó đủ rồi, cái hỏa của tâm nó đủ rồi, mà bây giờ chúng ta đưa cái hỏa này lên đây để cho nó ép nó nhận, thì cái dư hỏa đó nó sẽ vào cái nguyên huyệt của kinh tâm, nó nằm chỗ đó. Hiểu chưa không? Cái nguyên huyệt của kinh tâm nó là như vậy. Nguyên huyệt của kinh tâm tức là nó nhận kim, nhận thủy, nhận mộc, nhận hỏa, nhận thổ của các kinh khác đưa cho nó, mà ở bản thân nó đủ rồi, nhưng mà nó dồn chứa lại cái trong cái nguyên huyệt đó. Đó là ý nghĩa của nguyên huyệt trong ngũ hành. Kinh dương cũng vậy, bây giờ muốn giải tỏa, giải quyết cái dương đó thì người ta sử dụng nguyên huyệt của kinh âm phối hợp với lạc huyệt của kinh dương, mà chỉ là biểu lý thôi nha, phế với đại trường thôi nha, chứ người ta không có nói là phế đi với thận, hay là phế đi với bằng quang, hay là phế đi với anh tâm tiêu. Người ta không nói đến nguyên thái nguyên mà đi với lạc của các cái kinh khác còn lại, chỉ nói phế với đại trường mà thôi, can đi với đợm mà thôi, thận đi với bằng quang mà thôi, tiểu trường đi với tâm mà thôi. Quý vị nắm chỗ này. Thành ra cái lạc khích ở trong ngũ hành rất là hạn chế, họ xài không được, họ xài rất là ít, mà lý luận của nó chỉ có hạn chế ở trong cái biểu lý phế tại trường đi vị can đợi thành bằng quan. Mà quý vị có thấy là khích của chúng ta sử dụng rất là rộng rãi, phế đi luôn cả can, đi luôn cả vị, đi luôn vân vân và vân vân, cái lạc huyệt và cái khích huyệt. Thành ra ở trong lục khí chúng ta loại bỏ cái giá trị chứa đựng của nguyên huyệt, mà chúng ta chỉ sử dụng trong kinh dương cái nguyên huyệt đó là hành tiếp theo của nó mà thôi, nó không có giá trị chứa được. Còn cái anh kinh tâm loại bỏ luôn cái nguyên huyệt, loại bỏ hoàn toàn cái giá trị du huyệt, là giá trị của cái hành nối tiếp giữa vinh và kinh, thế thôi. Thế nào không? Thế là du trong cái lục khí của mình nó vẫn giữ những cái dư. Ủa gì chứ tôi có nói gì đâu, nãy giờ tôi nói về cái ngũ hành mà để so sánh mà. Thành ra nhiều khi vừa bên này ngũ hành, vừa bên này lục khí, nhiều khi nó hơi không có thể tôi ôn lại bài thôi.
Bốn là bài để cho quý vị thấy rõ thêm sự thực ra đã học rồi, học rồi mà không ôn lại thì nó như mới. Bây giờ chúng ta lên từ đây có ai thắc mắc gì không? Không phải không? Rồi chúng ta nghỉ nha, rồi chúng ta chỉ tới chúng ta đi tiếp. Cảm ơn. À, bữa nay chúng ta học về bộ mộc. Thì ở bộ mộc thì chúng ta có một số các nét căn bản như là dương châm, âm châm, thủ châm và túc châm. Thì hôm nay tôi trình bày cái bộ mộc mà thủ châm đi với dương châm. Thì bây giờ chúng ta sử dụng salon pass để mà dán. Thế thì cái nguyên tắc của nó là một miếng salon pass chúng ta cắt làm 6 miếng nhỏ, là cắt làm đôi, sau đó rồi cắt làm ba. Thì mỗi một miếng nhỏ đó chúng ta sẽ cắt hình vuông, và mỗi một hình vuông nhỏ như vậy chúng ta dán lên nhân quyền. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu nhé, chúng ta bắt đầu nói về bộ mộc mà thủ châm. Thế thì như quý vị đã biết á, là cái phần phần tay bên này là chúng ta sử dụng phần dương, phần tay bên này chúng ta sử dụng phần âm. Rồi bây giờ nói đến bộ mộc, tức là nói đến kinh Tam Tiêu làm chủ kinh, thì trước hết là chúng ta đi đến huyệt tĩnh. Tĩnh huyệt của kinh Tam Tiêu là nó thuộc về hành hỏa nha. Như vậy thì nó sẽ đi vào cái kinh hỏa, tức là cái kinh Tâm Bồ Lạc. Thì cái kinh Tâm Bồ Lạc này nó sẽ sử dụng hành mộc, huyệt mộc, huyệt mộc. Thì huyệt mộc của kinh Tâm Bồ Lạc là huyệt khúc trạch, khúc trạch. Rồi bây giờ chúng ta xem, khi chúng ta sử dụng bộ mộc có nghĩa là bộ quan ở bên tay trái. Thì ở bộ quan bên tay trái thì mặt của nó đi như thế nào chúng ta sử dụng bộ mộc? Thứ nhất là nó hữu lực, thứ hai nó vô lực, lấy hai cái đó làm chính nha. Thì khi mà chúng ta sử dụng tĩnh của kinh Tâm Tiêu, tức là nó muốn đưa lên hỏa, trao đổi khí huyết giữa bộ quan bên tay trái và bộ thốn ở bên tay phải. Thì ở bộ thốn ở bên tay phải, tức là kinh Tâm Bồ Lạc đó, chúng ta sử dụng hành mộc, tức là nó sẽ trao đổi khí huyết trở về cái bộ mộc. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo cái huyệt vinh. Huyệt vinh tức là huyệt dịch môn á, thì huyệt này nó sẽ là hành thổ. Như vậy là nó sẽ liên lạc với lại kinh đại trường thuộc thổ, mà kinh đại trường thuộc thổ chúng ta phải châm huyệt hỏa. Do đó cho nên chúng ta có huyệt dương cốc. Chúng ta xem, chúng ta châm huyệt vinh tức là tĩnh, vinh tức là qua cái bộ thổ. Như vậy là chúng ta trao đổi khí huyết giữa bộ thốn và bộ quan, phải không ạ? Rồi bây giờ chúng ta nên nhớ chủ kinh là Tâm Tiêu, thì du huyệt chúng ta không xài, chúng ta sẽ xài huyệt nguyên. Thì nguyên huyệt của kinh Tâm Tiêu tức là chúng ta coi hành gì? Hỏa, thổ, kim, thủy. Thủy, như vậy là nó sẽ liên lạc với lại bộ của kinh thủy, tức là kinh tiểu trường. Ở kinh tiểu trường thì chúng ta sẽ sử dụng huyệt hành mộc. Chúng ta thấy thử mộc tức là huyệt vinh. Chúng ta xem bộ mạch, chúng ta thấy
ở bộ quan tức là Kinh Tam Tiêu, Tĩnh, Vinh, Du, Nguyên. Phải không ạ? Thì Nguyên tức là qua qua bộ Thủy, tức là chúng ta sẽ sử dụng Kinh Tiểu Trường đó. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ có Huyệt Huyệt Kinh. Huyệt Kinh của Kinh Tam Tiêu, hành gì chúng ta coi? Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, Tử, hành thử. Như vậy là chúng ta sẽ liên lạc với lại cái Kinh Tử, tức là Kinh Tâm. Kinh Tâm thì chúng ta sẽ sử dụng Huyệt Hành Mộc, tức là huyệt tĩnh của kinh kinh tâm, tĩnh của kinh âm thì nó sẽ là huyệt hợp của kinh dương. Chúng ta xem ở Kinh Tam Tiêu chúng ta thấy là tĩnh, vinh, du, nguyên, kinh, tức là qua bộ thử. Bộ thử này tức là sử dụng huyệt tĩnh của kinh âm, nó sẽ liên lạc với huyệt hợp, tức là bộ thốn, tức là kinh đại trường, tức là huyệt khúc trì. Rồi, như vậy là cái căn bản của thủ nó là như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ thêm du huyệt. Chúng ta xem. Ở chủ kinh không có du huyệt, thì kinh phụ tức là kinh tiểu trường và kinh đại trường phải có du huyệt. Thì ở đây chúng ta có kinh tâm và kinh tâm bồ lạc. Hai kinh này có huyệt của lục khí thì phải có du huyệt của kinh tâm và kinh tâm bào. Thì chúng ta xem kinh tiểu trường, du huyệt của nó là hành hỏa. Thì như vậy cái kinh hỏa của nó có du huyệt thành thủy, hai cái du huyệt nó thông với nhau. Chúng ta thấy kinh đại trường tức là kim thủy thử, thì như vậy là cái du huyệt của kinh thử tức là hành thổ, hai cái du huyệt đang thông với nhau. Như vậy là chúng ta có 13 huyệt. Thì bây giờ chúng ta nói đến huyệt lạc và huyệt khích. Ở đây chúng ta sử dụng huyệt lạc chúng ta châm thì huyệt khích chúng ta không đụng đến. Thì cái nguyên tắc sử dụng lạc khích thì cái thứ nhất ít huyệt hơn, tức là chủ kinh chúng ta sử dụng lạc nha, thì khích huyệt chúng ta không xài. Nếu chủ kinh dùng lạc thì cái kinh phụ của nó tức là kinh kinh phế, kinh tam tiêu thuộc mộc thì kinh phế chúng ta sử dụng là liệt khuyết, huyệt khổng tối chúng ta không xài. Đây là ít huyệt nhất nha. Rồi thêm huyệt nữa, chúng ta lưu ý nếu không xài lạc huyệt của bộ kim mộc thì chúng ta xài lạc huyệt của bốn kinh còn lại, tức là tiểu trường, đại trường, tâm bồ lạc và tâm nha. Thì bây giờ chúng ta nếu mà chúng ta gỡ bỏ lạc huyệt của tâm tiêu và liệt khuyết thì chúng ta sử dụng bốn huyệt kia. Đây là cách thứ hai. Cách thứ ba là chúng ta sử dụng hết tất cả sáu kinh. Rồi bây giờ chúng ta sử dụng hết sáu kinh đi, thì chúng ta có huyệt lạc của đại trường, huyệt khích của đại trường, huyệt lạc của tiểu trường và huyệt khích của tiểu trường. Rồi chúng ta có huyệt lạc của tâm bào, huyệt lạc của kinh tâm, huyệt khích của kinh tâm không xài và huyệt khích của kinh tâm bào lạc không xài. Như vậy là chúng ta áp dụng ở thủ châm huyệt lạc nha. Rồi bây giờ chúng ta nói đến thủ châm này, nói đến dương châm. Thì chúng ta có cái nguyên tắc như thế này. Ở trong thủ châm thì chúng ta có kinh dương và kinh âm. Hai cái bộ này cộng lại chủ của nó là 13 quyển. Thì cái nguyên tắc của chúng ta nếu phối hợp hai kinh với nhau, tức là nhị hợp đó, thì chúng ta sẽ sử dụng thủ châm đi với dương châm, bởi vì cái này nó có kinh dương. Nó chúng ta sẽ sử dụng dương châm nha. Nếu chúng ta không sử dụng dương châm thì chúng ta sẽ sử dụng thủ châm và âm châm nha. Bây giờ chúng ta nói đến dương châm thì chúng ta xem cái huyệt tĩnh, nói đến huyệt tĩnh của kinh Tam Tiêu làm chủ kinh. Chúng ta coi tĩnh huyệt là kinh bộ quan nha. Trong huyệt tĩnh tức là hành hỏa, nó sẽ qua đến bộ thốn ở bên tay trái. Ở đây chúng ta sử dụng dương châm thì đây chúng ta sẽ sử dụng kinh kinh vị.
vị kinh sẽ sử dụng huyệt thổ, như vậy nó sẽ là huyệt tấn của kinh vị. Rồi chúng ta tiếp theo là chúng ta đến huyệt vinh. Huyệt vinh của nó thì như vậy chúng ta thấy tấn vinh tức là ở bộ thổ, bộ thổ thì ở kinh Dương Châm nha. Tôi bị nhầm. Ok, chúng ta xem. Hỏa, đúng rồi, hỏa thì như vậy chúng ta sẽ sử dụng huyệt hành mộc chứ không phải là huyệt tỉnh. Như vậy nó sẽ là huyệt kinh. Tức là chúng ta bỏ huyệt tỉnh đi nhé, huyệt tỉnh hành thổ, thổ, kim, thủy, thử, mộc. Tại vì ở đây chúng ta sử dụng kinh tâm tiêu thuộc mộc, thành ra kinh vị hỏa chúng ta sử dụng huyệt mộc. Rồi bây giờ chúng ta xem huyệt vinh. Huyệt vinh tức là huyệt thổ. Huyệt thổ thì như vậy là chúng ta có đại trường rồi, phải không ạ? Chúng ta có đại trường rồi. Bây giờ chúng ta bỏ huyệt vô, chúng ta đến huyệt nguyên, hỏa, thổ, kim, thủy. Thì như vậy là chúng ta có kinh thủy, tức là kinh bằng quang. Bằng quang chúng ta sẽ sử dụng huyệt mộc, phải không ạ? Thủy thì chúng ta có kinh tiểu trường rồi, đúng rồi. Chúng ta đến huyệt kinh thì hỏa, thổ, kim, thủy, thử. Thì như vậy chúng ta sẽ có kinh thử, tức là kinh đợm. Kinh đợm chúng ta sẽ trong hành mộc, tức là trong huyệt tỉnh. Thì về Dương Châm thì như vậy ở phần túc chúng ta có hai huyệt mà chúng ta cũng phải có du huyệt nha. Chúng ta có du huyệt. Thì như vậy du huyệt của kinh vị và kinh đởm nó sẽ liên lạc với lại du huyệt của kinh tiểu trường và kinh đại trường. Rồi thế thì chúng ta sử dụng lạc huyệt và khích huyệt. Thì lạc huyệt chúng ta sử dụng, thì khích huyệt chúng ta nhắc tới không sử dụng nha. Thì bây giờ chúng ta có kinh vị thì lạc huyệt của nó là phong long, khích huyệt của nó là lương khư, chúng ta không sai. Rồi bây giờ chúng ta có lạc huyệt của kinh đợm nha, lạc huyệt của kinh đợm là quang minh, khích huyệt của kinh đợm tức là huyệt ngoại khư. Đó là kinh bằng quang, chúng ta sử dụng lạc huyệt nha, lạc huyệt của kinh bằng quang. Rồi chúng ta sẽ có khích huyệt của kinh bằng quang. Thì lưu ý vấn đề này, khi chúng ta sử dụng kết huyệt của Dương Châm, nếu chúng ta sử dụng tâm tiêu nha, thì cái lạc huyệt của kinh tâm tiêu sử dụng thì lạc huyệt của kinh bằng quang chúng ta sử dụng, tức là hai huyệt này là chủ kinh, phải không ạ? Bởi vì nó thuộc về mộc và kim. Nếu chúng ta không sử dụng lạc huyệt ngoại quan và phi dương thì chúng ta sẽ sử dụng bốn lạc huyệt của tiểu trường, đại trường, vị và đởm. Còn không thì chúng ta sử dụng luôn sáu huyệt. Thì dán cái bộ này, bộ thủ phối hợp với lại bộ Dương Châm, thì chúng ta mục đích duy nhất của nó là thu gom cái mộc về ở tại bộ quan rất là nhanh nha. Thì cái này thì nó nhiều kim, đây là cái phương pháp sử dụng nhiều kim. Sau này quý vị sẽ thấy cái diệu dụng của nó. Nếu chúng ta cứ tiếp tục học đi tới thì tôi trình bày như vậy thì quý vị cũng đã thấy được, đến đây là quý vị đã thấy được một cách rõ nét về vấn đề cách sử dụng huyệt, nhiều huyệt. Và trong bài học thì chúng ta sử dụng ít huyệt. Thì quý vị từ cái căn bản này quý vị bắt đầu loại bỏ từ từ chúng ta sẽ có ít huyệt. Thì tôi trình bày như vậy, thì nếu quý vị nào có thắc mắc thì xin cứ email cho tôi thảo_đặng5@yahoo.com. Thì cứ email để mà thắc mắc, tôi sẽ viết thư trả lời. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Tôi xin ngừng ở đây. Dạ, xin hẹn.